Dung xin chào cả nhà thân mến, đến với kênh của Thì Dung. Hôm nay Dung chia sẻ đến cả nhà món bánh kép làm nhân khoai lang tím và nhân phai cao dừa sữa. Dung mời cả nhà xem hết video của Dung nha. Nguyên liệu của Thì Dung gồm 200g bột mì đa dụng, 500ml nước cốt dừa, 2 bịch sữa tươi ít đường, 40g đường cát, 4 quả trứng gà, 1 muỗng cà phê bột năng, 50g sữa đặc, 250g phai cao, 250g khoai lang tím. Đầu tiên thì Dung sẽ đem khoai lang tím và phai cao Dung đem đi hấp nha. Dung sẽ hấp hai loại này chung một sảnh luôn. Rồi, Dung sẽ hấp cho nó chín. Tiếp theo, Dung sẽ nấu phần hoa đậu biếc này để mình lấy màu nha. Cái phần màu này á, mình lấy rất là ít nước, cho nên là Dung chỉ lấy hoa đậu biếc không thôi nha. Cái phần cuốn á, Dung cắt bỏ lại. Bây giờ Dung sẽ nấu lên và mình lấy màu. Mà mình phải lấy màu cho cái nước thật là kẹo nha. Tại vì mình để vô trong bột á, mình chỉ nhiễu được vài giọt thôi. Rồi thì Dung sẽ bắt lên bếp và Dung sẽ nấu cho nó sôi lên và đậy nắp lại để cho nó ra màu. Màu hoa đậu biếc ra rồi nè. Mình nấu chừng một muỗng ăn canh nước thôi nha. Để mình lấy nước kẹo đó. Bây giờ thì Dung sẽ quậy bột. Nhưng trước tiên thì Dung thử hột gà. Thì Dung sẽ đập hột gà thử xem coi có trứng nào hư không nha. Tại vì hột gà Dung nó để tủ lạnh rất lâu rồi đó. Mình sợ đập vào trong bột rồi nó hư bột luôn, nên Dung thử đập ở ngoài chén xem nó như thế nào. Bốn hột gà. Rồi, hột gà của mình được rồi. Bây giờ thì Dung sẽ quậy bột nha. Trước tiên Dung cho 4 trứng hột gà vào trong bột nè. Hột gà thì mình có thể đập trực tiếp vào bột, nhưng hột gà Dung để lâu quá đó, rồi sợ nó hư. Về phần nước dừa này, Dung chỉ sử dụng 200ml nước dừa nha. Rồi, Dung sử dụng 200ml nước cốt dừa. Dung cũng cho vào trong bột luôn nha. Tiếp theo thì Dung sẽ cho 40g đường vào trong bột luôn nha. Rồi, Dung sẽ cho 2 bịch sữa tươi vào luôn. Sữa tươi này thì trong nhà của Dung chỉ có loại sữa ít đường nên Dung cho ít đường luôn nha. Dung cho 2 bịch nha. Rồi, bây giờ Dung sẽ dùng cái cây đánh trứng này, Dung đánh lên. Mình dùng cái cây đánh trứng mình đánh lên cho bột của nó tan ra hết nhé. Khi bột mình tan ra hết rồi thì mình sẽ dùng một cái rây, mình rây lại cho bột của mình nó thiệt là mịn nha. Mình dùng cái rây mà cho nó có hai lớp ở cả nhà, một lớp thưa và một lớp mịn như vậy thì bột của mình mới thật là mịn. Rồi bây giờ Dung sẽ chia ra làm hai phần. Mình bỏ vào trong đây mình rây lại một cái là nó thật là mịn luôn á. Nó còn dính lại chút xíu nào thì nó sẽ hết luôn á các bạn. Dung cho một bên là 3 giá rưỡi đi nha. Rồi, bột của mình với này rất là mịn luôn anh ạ. Tiếp theo thì bên đây Dung cũng sử dụng 3 giá rưỡi luôn. Thank you.
tô bên đây Dung sẽ làm màu hoa đậu biếc nha. Màu hoa đậu biếc Dung nấu chỉ được một muỗng ăn canh thôi nha các bạn, đúng một muỗng ăn canh luôn á. Wow, cái màu lúc này coi nè, mình quậy lên cho nó tan màu ra, cho nó đều màu nhé. Đây là tô bột màu hoa đậu biếc, màu nó tan rồi nè. Còn bên đây là tô bột, cái màu tự nhiên của nó này nha. Bây giờ hai tô bột này Dung sẽ cho vào trong tủ lạnh, trong ngăn mát. Dung để 20 phút sau thì mình mới đổ bánh được nha. Dung sẽ để hai tô này vào trong ngăn mát tủ lạnh 20 phút sau nha. Khoai lang và khoai tây Dung hấp chín rồi nè. Bây giờ thì Dung sẽ lấy ra nha. Đây là hai phần khoai cao và khoai lang Dung mới vừa hấp xong. Bây giờ thì Dung sẽ đem khoai cao và khoai lang này cho vào máy sinh tố để mình quay ra cho nó nhuyễn, mình làm nhân nha. Bây giờ trước tiên thì cái phần nước dừa này thì Dung sẽ cho lên bếp và mình thắng lên cho nó chín, để một hồi nữa mình làm nhân mình để qua đêm ăn được đó. Bây giờ thì Dung sẽ múc một miếng nước cốt dừa này cho vào một cái trong chén bột năng và mình quậy lên cho nó tan cái bột năng này ra nha. Rồi thì Dung sẽ bắt lên và mình nấu cho cái phần nước dừa này nó sôi lên. Mình cũng cho vào trong đây một ít muối nha. Rồi mình quậy lên cho nó tan. Nước cốt dừa của mình sôi lên rồi nè. Bây giờ thì Dung sẽ cho sữa vào nha. Đây là cái phần sữa nè, Dung sẽ cho vào. Rồi sau khi mình để sữa vào, nó vừa hơi sôi lên tí, mình cho thêm một chút xíu bột vào nha. Rồi bây giờ thì Dung sẽ cho nửa muỗng ăn canh bột bột năng vào nha. Rồi mình quậy cho nó tan ra. Lúc này nó thật là kẹo rồi nè. Cái nước cốt dừa này mình làm cho nó chín thì cái nhân của mình để ăn qua đêm được nha. Rồi nước cốt của mình được rồi, bây giờ mình sẽ tắt bếp. Và bây giờ mình chuẩn bị qua xay khoai lang và xay khoai cao. Bây giờ thì Dung sẽ cho khoai lang tím vào trong máy sinh tố để mình quay ra nha. Tiếp theo thì Dung sẽ cho nước cốt dừa và sữa vào trong khoai lang để mình mới xay được đó. Mình cũng chia ra phần nữa nha. Cái phần nước cốt này mình cũng chia ra phần nữa. Một hồi nữa mình xay thêm một phần khoai cao nữa đó. Do mình dây đặc quá cho nên mình có hỗ trợ dây nha. Rồi bây giờ được rồi. Nhưng bánh của mình là phải đặc đặc như vậy nha, mình đừng có làm lỏng quá nha, đừng để mình gói bánh không được nha. Đây là phần nhân khoai cao và khoai lang Dung đã làm xong rồi. Tiếp theo mình sẽ tráng bánh nha. Dung sẽ dùng cái chảo không dính này Dung tráng bánh nha. Mình dùng một miếng giấy như vậy nha cả nhà. Mình xếp nó lại, sau đó mình sẽ chế dầu lên. Rồi cho nó rút hết trong tấm giấy, sau đó hồi nữa mình quét lên cái chảo là được. Bây giờ thì Dung sẽ tráng bánh nha. Trước tiên thì Dung sử dụng một cái chảo không dính nhỏ vừa. Đây là miếng khăn giấy mà hồi nãy Dung đã thấm dầu. Bây giờ mình sẽ cho vào trong chảo, mình quét. Bột thì trước khi mình tráng thì mình phải quậy bột lên. Rồi bây giờ thì Dung sẽ tráng bánh.
mình tráng cho nó đều cái chảo á. Rồi mình để lửa cho thật là nhỏ, nó sẽ chín từ từ. Bánh của mình nó nổi bọt li ti lên như vậy là bánh của mình đã chín rồi. Bây giờ mình lấy bánh ra nha. Dùng một cái sạn, mình dích bên cái thành này ra nè. Rồi mình lấy ra thành một cái dề bánh. Rồi tiếp theo mình sẽ đổ như vậy. Mỗi một lần đổ thì mình nên tha một lớp dầu nha. Trước khi đổ thì mình phải quậy bột cho nó đều lên. Rồi Dung sẽ đổ vào. Mình để lửa riu riu là nó chín, cái bánh nó đẹp lắm. Mình dùng cái sạn nhỏ này mình cũng tha một lớp dầu ít mỏng lên trên này nha. Bánh của mình lúc này nó những cái bọt li ti nó nổi lên này nè, là bánh chín rồi đó. Mình sẽ dích cái bánh hồng này lên. Dích phần bánh hồng này lên rồi mình lấy cái bánh ra. Như vậy nè các bạn. Đây là da bánh thì Dung đã làm xong rồi nè. Bây giờ mình bắt đầu cuốn bánh nha. Bây giờ thì Dung sẽ cuốn bánh nha các bạn. Đây là da bột màu vàng. Da bột màu vàng thì Dung sẽ làm nhân khoai lang tím nha. Mình cho cái phần nhân vô. Rồi sau đó mình sẽ gói lại. Sẽ cốp lại. Rồi mình sẽ cuốn lại. Đây là bánh khoai lang tím nè. Bên trong nó nổi lên cái màu khoai lang tím. Bánh kép nhân khoai lang tím và nhân khoai cao dừa sữa, Dung mới vừa làm xong rồi. Dung mời cả nhà cùng thưởng thức với thầy Dung nha. Bây giờ thầy Dung ăn thử cái bánh nhân khoai lang tím thử nha. Nhân khoai lang tím béo, béo mà nó rất là thơm mùi khoai lang tím luôn. Da bánh mềm dai và béo nữa. Ăn một miếng là muốn ăn nữa nha. Rất là ngon luôn các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem kênh của Dung. Các bạn thích kênh Dung, hãy đăng ký bên mép tay phải màn hình và mở chuông thông báo để theo dõi những video sau. Dung xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những video sau. Bye bye!